Đây, Trần Anh vừa về vùng mẫu Spark 2015 siêu phẩm đỏ bột đô, xe hàng cọp nha. Xe hàng cọp dành cho những cô chú anh chị đam mê yêu cái đẹp, đẹp xuất sắc thì alo cho Trần Anh ô tô. Chất đóng cửa cực kỳ là khích, 72 Vũng Tàu 14506. Form dáng của Chevrolet Spark 2015 đời khá là cao nha cô chú anh chị. Mẫu này đăng kiểm 1 năm nha. Quá tuyệt vời. Chủ nhà lên bộ mâm đẹp không? Mâm sao thơ cực kỳ là hoành tráng. Bốn cái vỏ mới tinh, gầm bọc của đời 2015, không một dấu hiệu là mục mọt. Nước sơn riêng em này phải phủ được tới 80% bà con ạ. Đẹp lắm. Nói chung không tì vết đâu. Bốn vỏ mới. Đó, sơn si của em Spark là form này, form siêu nhân. Form siêu nhân phía sau chúng ta sẽ có một cái đèn dài và chữ Chevrolet gạt mưa phía sau, tất cả các tính năng. Dán toàn bộ hệ thống phim cách nhiệt. Anh chị coi hệ thống kính chắn gió của em đó nè. Chủ nhà đi mà không để một dấu hiệu gọi là trầy xước chở trên kính là bà con hiểu rồi, hiểu cái chất xe. Ghế ở trong đẹp không bà con? Họ ghế chủ nhà bọc mới tinh, hàng đẹp không dịch vụ nha. Đây là chất sân riêng phủ từ trong ra ngoài luôn, chốt mới tinh, 7 màu, 4 cánh chính điện, tắp bi tắp lô đẹp, keo chỉ ra riêng hết. Mẫu này khỏi coi keo chỉ. Đẹp lắm, nó mới tinh. Chủ nhà người ta kỹ đến nỗi mà người ta vô trong gara người ta bảo dưỡng xe đầy đủ các tính năng trên chiếc xe này. Xe mà có cái phiếu bảo dưỡng nó ok lắm, người ta biết chăm, nói chung là vậy. Mua được cái xe đẹp về rửa nước thôi là sạch rồi. Mạc tem hai bên nguyên bản theo xe hết. Là vô lăng nè, bà con coi đời 2015 vô lăng đẹp không? Vô lăng như thế này nè, trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài, kết hợp lên màn hình Android full hết toàn bộ các tính năng rồi. Tắp lô tắp bi ghế đẹp không? Ghế mới tinh luôn nè, cụ số nè, coi kỹ cụ số nha. Đó chứ không, từ cái cần thắng tay nè, vân gai mới hết, mới lắm. Đồng hồ điện tử đi được 109.000, em này máy rin số rin toàn bộ 100%, 109.000 trợ lực em này nhẹ đầm nè. Một chấm thì đâu đó nó rơi lanh quanh cho cô chú anh chị nằm tầm 5 đến 6 lít là hết cỡ nha cô chú anh chị nha. Nhạc nhóm đang hoạt động, tất cả các tính năng, trang bị là túi khí e băng bên phụ, hay học để đồ ngay USB, đồ chơi lên full kính rồi. Xe này mà con đi tìm đâu ra được cái chất xe này 2015 mà nó đẹp như thế này, làm sao mà tìm được cái vô lăng cỡ này. Đồng hồ đây 109.000 nha, quay gần cho bà con coi luôn. Trang bị cục điều hòa cơ, máy lạnh mở phát có lạnh. Dưới đây thì chúng ta sẽ có tẩu sạc đầy đủ các tính năng là cô chú anh chị. Đó, theo xe hết nha bà con. Bà con có phải trải nghiệm vô phần máy nè. Cục máy em này là bao êm. Và đây chúng ta sẽ có hệ thống gương chỉnh điện. Đó, từ cái phần trần theo xe là trần nỉ nè, đèn đuốc trên trần là mới lắm. Đó, phía trên chúng ta có hai loa nghe nhạc bên trục, trục A và trục B. Đây bà con có cái trần, có một dấu hiệu là dơ. Trần đẹp từ những con tán bản lề đẹp lắm nè, đinh bấm ở trong nách nè, đẹp như thế này. Chevrolet là thông số kỹ thuật nè. Năm sản xuất là 2015 nè, cái này Y15, phiên bản Y15 nha cô chú anh chị nha. Côn ga số bà con coi có chỗ nào mòn không, đẹp không? Đó, tiền nào thì vải đó thôi. Đây chúng ta có hệ thống gương cụp mở, lóc kính, lóc cửa đầy đủ các tính năng. Hàng này là miễn chê, bà con coi chất đóng cửa nè. Bà con nghe nè. Đó, bà con nghe chưa? Máy nổ đứng gần hầu như không nghe tiếng máy luôn. Em này, màu thứ nhất là cái màu đẹp, thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu, thứ ba độ bền của em này chạy thì tuyệt đối rồi. Bà con mua về chạy có 5-7 năm nữa cũng chả bây giờ có chuyện hư, không hư nổi và tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đăng kiểm tháng 4 năm 24 nha. Đăng kiểm 1 năm luôn cô chú anh chị ạ. Nè bà con coi cục máy nè. Cục máy em này nguyên bản đã rin đã mới rồi. Về qua tay Trần Anh làm mới hết toàn bộ 1, 2, 3, 4 bốn máy. Ổ ghe của nó còn là theo xe hết. Trang bị bình 60A, đẹp không? Hộ bản chi vẫn còn trì. Thậm chí từ những con tán nó cabo chưa mở nè. Ở Trần Anh đã quay ở trên clip chi tiết như vậy thì bà con có bác Trần Anh nó thật khỏi coi xe. Quay sao là tới nó y chang vậy. Đẹp hơn bên ngoài nữa. Kèo cột theo xe hết. Và đây Trần Anh mỗi xe Trần Anh sẽ góp cho cô chú anh chị 30 triệu. Tất cả cái những mẫu xe Trần Anh bán ra từ 30 đến 40 triệu thì góp. Đi đôi là hệ thống đèn rin, cục máy em ru nha. Máy em này bao chất rồi, xài toàn bộ hệ thống IC hết toàn bộ. Hệ thống Bose cảm biến gió nè.
anh chị nè, đây là boe chờ của em, nó còn rin nữa, lấy gió từ ngoài nè, trực tiếp vào boe nè, boe vô ổ ga FI đây, vô vùng đốt nè, nước giải nhiệt của chủ nhà thay xanh biếc rồi, hệ thống dầu trợ lực, nước xịt kiến, tất cả các tính năng đang hoạt động luôn, máy cực kỳ là êm. Máy êm lắm. Từ cái phần bô chống nóng bà con coi nó mới không bà con. Đó. Xe này có điểm đâu chê được không? Em này máy rin số rin nha. Từ cái phần đẩy kích nhiệt ở trong của em nó nè, mới ơi là mới. Không một dấu hiệu gọi là rách rưới ở trên chiếc xe. Mạc tem ở trong máy còn theo xe hết. Phấn son bảy màu đi luôn, còn nguyên nha. Đó là hàng đẹp đó. Quan tâm mẫu Spark thì alo cho Trần Anh ô tô. Và Trần Anh thông báo với bà con nha, những mẫu xe dừng ở salon bên Trần Anh, Trần Anh sẽ hỗ trợ góp cho bà con từ 30 đến 40 triệu không lãi suất, được chưa? Ngoài trời thì cô chú anh chị biết rồi, mấy bữa nay là ngoài trời là mưa, mưa tầm mưa tẻ luôn, mưa từ sáng đến tối. Trần Anh mang lên những mẫu xe đẹp nhất về phục vụ cho bà con cô bác, để bà con cô bác có một cái chiếc xe che nắng che mưa. Yêu cái đẹp thì telephone cho Trần Anh nha, còn yêu cái rẻ cái cấn ngập nước thì bên đây không có, đừng chơi cô chú anh chị. Ok không bà con? Hàng đẹp chuẩn chu. Phần tay nỉ phía sau của em nó hầu như còn nguyên bản nè. Đây bà con nè, từ những cái đinh bấm ở trong cánh sau nè, còn đẹp như thế này. Đó bà con coi có chỗ nào lỗi lầm không? Bà con lên mà coi xe chỗ này mà phát hiện chỗ nào lỗi tặc bà con xe. Nè, đẹp không? Cái cốp cỡ này nè, sạch sẽ như thế này. Đó, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Màu đỏ bột đô số sàn, 5-6 lít trên 100 km. Cái bô nè, mới tinh. Mạc tem ở dưới gầm nè. Đó, sáng trưng. Có chỗ đó bụt mọt không bà con? Coi kỹ nhé. Đây à, phần gầm. Phần gầm xe đây. Là phần gầm nè. Nói chung máy em nó đứng gần không nghe tiếng máy đâu. Không quan tâm mẫu Spark 25 alo em. Chờ anh khép lại chương trình tại nơi này nha. Chờ anh, see you and goodbye.